Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2021. Thì trong video thứ hai ngày hôm nay của mình thì mình sẽ chơi cái game Gunball Hero về những nhân vật. Bây giờ là những trận chiến của mình đối với các nhân vật đó nha. Phần đầu tiên sẽ là trên đấu Ashwin đánh Why? Yay, oh, đó là phần gì máy này hả? Gọi là gì? Mexico Black, ok. Chào quá nhỉ. Đánh vào anh chưa sao? Try, ăn đầu. Trời ơi, biết mồi, biết mồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Đứng đầu đi con. Mày bị sao cũng thấy tôi như vậy mà vẫn còn ngông cuồng. Ê chà, vẫn chưa sao. Round 3, fight! Round 4, fight! Round 1, fight! What up?
RKO. Round 2. Fight! Round 3. Fight! いいな、踊れたぞ。